Đồ Vô Đức Hiền xin kính chào quý vị. Và trong clip này ngày hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2014. Và clip này chúng tôi được trân trọng giới thiệu bộ trường kỷ. Đây là cái bộ trường kỷ chúng tôi chuẩn bị chuyển vào trong phía Nam, chuyển về Nha Trang cho thầy Tâm Thọ. Thầy Tâm Thọ thì ở chùa Bửu Liên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và khi nhận hàng thì nhận ở chỗ cây xăng Vĩ Lâm, qua Nha Trang 4 km, gần khu công nghiệp xã Diên Phú. Thì thầy Tâm Thọ đã lấy của Đức Hiền nhiều bộ và các quý thầy trong đó thấy uy tín và đã đặt liên tục. Và đây là bộ trường kỷ bằng gỗ lim, được đánh cực nhẵn, và mỗi một chiếc trường kỷ này phải rất nặng và phải 4 người mới khiêng được. Đây là cái phần đóng gói, chúng tôi giới thiệu phần đóng gói để chuyển đi phía Nam. Đồ Gỗ Đức Hiền thì bản thân sản phẩm đã rất cẩn thận, nhưng mà cái phần đóng gói cũng cẩn thận không kém, bởi vì là để cho nó sẽ, vì cái sản phẩm của mình nó đã rất là trau chuốt rồi thì làm sao để mình chuyển đi nó được an toàn tuyệt đối. Và đây là chúng tôi đang chuẩn bị đưa ra bến xe Nam Bắc để cái hình ảnh này đang được quay phía trước cửa hàng Đồ Gỗ Đức Hiền. Đồ Gỗ Đức Hiền là 6 tầng và mỗi tầng 200 m², nằm tại làng Mộc Trại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và bên trong thì những người thợ Đồ Gỗ Đức Hiền vẫn đang tiếp tục làm các sản phẩm khác, như là các bộ bàn ăn này, tranh này, và các cái phần ghế gỗ mun. Tôi xin cảm ơn quý khách đã quan tâm và mời quý khách bớt chút thời gian vào đogodukhien.com, vào trong web của chúng tôi đogodukhien.com, hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho kỹ sư Đức với số điện thoại 0984666999 hoặc 0967666111. Chúng tôi xin cảm ơn và hẹn quý khách trong những cái clip sau.